Là Thang Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Cái lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị cùng toàn thể gia đình quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, thưa quý vị, thì hôm nay tôi quay ở đây để chia sẻ đến quý vị những quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc chắc là à, quý vị cũng đã hiểu là tôi đang muốn nói vấn đề của nhân vật nào, đúng không ạ? đó là trọng súng cùng một số YouTube. Trong những ngày qua, xin thưa quý vị thế này, giúp người là đó là một cái điều tốt. Mà nó thực sự ra thì cả tôi và quý vị ai thấy những cái cử chỉ cao đẹp đó cũng à, có những cái lời khen ngợi, khích lệ đúng không ạ để cho người ta có những cái tinh thần Người ta có những cái niềm vui Để người ta có những ý chí Để mà giúp tiếp Cho những hoàn cảnh tiếp theo à, Tuy nhiên Nếu như mà ta giúp Không đúng đối tượng đúng không? Thì đó là một trong những Cái hình thức Là vô tình tiếp tay Tiếp tay cho kẻ xấu Tiếp tay cho những kẻ siêng ăn nhắc làm Tiếp tay những kẻ mà ý lại cái lòng thương của người khác Đấy. cho nên ấy, những ngày qua thì quý vị cũng thấy rồi hình ảnh của anh phúc nó cũng tràn ngập trên mạng xã hội đúng không những cử chỉ những hành động của anh phúc thì thật sự à, tôi cũng đang hoan nghênh vì anh có những cử chỉ để giúp người nó cũng rất là cao đẹp chứ còn thánh thiện thì không tôi chưa biết nhưng thông qua những hình ảnh đó, tôi có một cái mường tượng. Giống như thời trong dịch bệnh mà cũng được Lê Thân Thiện đưa lên cái hình ảnh của một vị Phật sống. Đó là ai? Đại gia. Chắc tôi nói là quý vị hiểu rồi. Đưa lên một cái hình tượng đại gia bất động sản. Đấy. Cũng giúp cho trọng súng cũng từ trọng súng mà đại gia bất động sản này cũng được cộng đồng mạng biết tới. Cũng được bà con, cũng được kiều bào biết tới. Cũng được mạnh thường quân biết tới. Đúng không? Cho nên tôi nói, cái truyền thông nó là cái con dao hai lưỡi. Nếu lương tâm của anh đưa tin, anh có một cái tâm, anh có một cái tầm. Anh có một cái hướng nhìn thật sự thấu đáo vấn đề anh đưa lên. Thì đó là cái chiều hướng tích cực. Còn khi anh đưa tên, anh đưa tin lên vì cái sự nổi tiếng, vì một lý do nào đó, vì một cái ý đồ cá nhân, thì đó là cái mặt trái của truyền thông. Đó là cái hại. Vì sao? Anh đưa lên thì người ta có cái cái sự theo dõi, người ta có niềm tin đó. nếu như đưa đúng thì cái chiều hướng niềm tin đó nó trở về cái vấn đề tích cực nó lan tỏa rộng rãi lan tỏa sự yêu thương còn nếu anh đưa lên nó sai mà anh tự lên xe tự khóc cho người ta một cái áo bào thì sao đó là hình thức đánh lừa cộng đồng và lúc trước chắc quý vị xem quý vị cũng hiểu Đâu đâu cũng là Phật sống, đâu đâu cũng là đại gia Ai mà nói động tới Phật sống, động đại gia là cái như là động chạm đến những kênh YouTube lớn đấy. Vì sao? Những vị Phật sống, những vị đại gia đó là những kênh YouTube đó nó dằn dựng lên Nó khổ công, nó nuôi trồng cái nhân vật đó mà vô hình chung ai mà động chạm tới là động chạm tới cái quyền lợi, động chạm tới cái uy tín, động chạm tới cái thương hiệu, đúng không? Nếu chứ không có YouTube đưa lên thì thật sự cái vị Phật sống đó chắc là cả mấy kiếp nữa quý vị không biết vị Phật sống đó là ai luôn, cả mấy kiếp nữa quý vị không biết đại gia đó là ai luôn, đúng không? cũng từ vấn đề đó cũng từ mà mang chất truyền thông bẩn đưa lên để gây sóng gió cộng đồng trong suốt cả một cái mùa dịch và bây giờ nói thật sự quý vị tôi xem cái hình ảnh của anh phúc thì tôi cũng có những cái sự mường tượng về cho quá khứ Mường tượng cho những cái nhân vật mà trước giờ có một số người đã thần tượng nhầm thần tượng cho một cái hình nộm chứ không có phật sống phật đồ nào cả Đấy. con người ta đang ngon lành nó khoác cho con người ta một áo bào đã tôn người ta lên làm vua được vài ngày rồi bắt đầu vỡ trận được vài ngày đọc cá cộng đồng mạng cá thế giới coi như ai cũng phẫn nộ vì Ủa tôn ông này lên Phật sống mà sao công tác làm thiện nguyện của ông như là cái gì vậy Tôn ông Phật sống mà sao cái công tác thiện nguyện của ông là làm chẳng ra hồn Cái mùa dịch quý vị hiểu Cái mùa dịch mà bà con là cái như mua cái ga là cực kỳ khó Mà lại đi phát quà bằng những trái bắp thì tôi thua lúc đó người ta cần cái cơm ăn là được chứ đi phát bắp làm gì nhưng mà vẫn có người đó quý vị vẫn có người muốn đánh bóng tên tuổi của mình bỏ thêm cây bắp vào trong những cái thùng quà cho nó lớn lớn một xíu cho nó phòng ra to to một xíu để đi phát để quay phim chụp ảnh có chứ làm gì mục đích cuối cùng của họ là quay phim chụp ảnh và cái hiện tượng hiện tượng bây giờ sau dịch Tôi vẫn thấy có một cái hình nó na ná như thế Tôi thấy hình ảnh của anh Phúc Đâu đâu nó cũng giống giống Như một số người như trước kia Mà cũng một số kênh Youtube này Cũng đã từng làm Đúng không ạ Trên cái này Thực sự cái clip này tôi đưa ra Cũng mang tính chắc là tôi cảnh báo rằng Cho anh Phúc Nếu mình làm cái gì Thì cũng nên làm đúng lương tâm của mình Và làm cái gì cũng nên cân đo đong điếm rất kỹ. Đừng để cuốn theo chiều sấy của một số kẻ YouTube bắt lương mà sẽ sinh ra cái thị phi. Và cái thị phi này nó thật sự. Người ta nói là khôn 3 năm dạy một giờ đó. Chỉ cần một sự bất cẩn để cuốn vô cái dòng thị phi của đám YouTube này thì cái danh tiếng uy tín của mình sẽ mất sạch. Nó đưa mình lên được nó sẽ hạ mình được. Đó. trên tôi thấy là cái anh Phúc này anh cũng rất song sáo nha. Anh cũng là bó trái cây cho thằng Trọng Súng. Ừ. cũng ra ngoài chợ với thằng Trọng Súng để mà trả giá mua trái cây giùm nó và giới thiệu nó một số mối Điều đó tôi thấy là ok đó Những hành động cử chỉ đó tôi thấy ok Rồi anh ra ngoài đường chỗ mà trọng súng bán anh cũng là Thủy y Anh vỗ ngực xưng tên tôi là Phúc Từ thiện không đồng thủ đức Ủa Có phải là anh đi giúp người hay là anh đăng thủy y cho cái thương hiệu của anh nếu như tôi xin thưa quý bà con, một người họ có tâm thiện, họ giúp người. Họ không bao giờ ra mà thủy y kiểu đó. Tôi cấp cần biết anh là ai cả. Đúng ạ. Tôi cấp cần biết anh là ai hết. Anh có từ thiện hay anh làm cái gì, đó là cái việc của anh. Đó là cái cái phát nguyện của anh. Đó là anh làm, chứ anh chưa có nuôi sống bất kỳ kể như cái nhân vật mà anh đang thủy y đó một ngày nào thì anh thủy y đã làm gì anh không có cái quyền mà anh phải bảo người ta sơ dịch vị trí này hay vị trí kia bán là dòng dòng lòng đường là bán ai lanh chân thì bán bán mà khi mà bên Thị trường tới là mạnh ai nói chạy thôi Chứ còn anh không có cái quyền gì mà anh phải thị y người ta Là anh là phúc từ thiện không đồng Ủa anh từ thiện không đồng anh từ thiện cho ai Và anh từ thiện như thế nào Chứ các cần là anh phải lên sóng truyền thông mà anh thị y người khác hay không Cái phước của anh đang làm là anh làm từ thiện nhưng những cái lời anh nói anh thị y với một người mà buôn gánh bán bưng vỉa đường thì tôi phải xem lại là anh có thực sự Là anh làm vì tâm hay không Đúng không Hay là vì một vấn đề nào đó Mà đến thời điểm bây giờ Để mượn những kênh truyền thông Để lên xe quảng bá hình ảnh của mình Có rất nhiều người làm từ thiện không đồng Nhưng cái kiểu cách Cái cử chỉ của họ không bao giờ thủy ý vì khi họ làm từ thiện họ đã có những cái tâm lành. Họ buông những lời nói ra họ đã có suy nghĩ cân đo đong đếm. Mà nhất là những lời nói mà nó lên trên sóng cộng đồng. Nó lên trên những trên kênh YouTube. Thì có cần thiết là anh phải thủy y như thế hay không? Bộ anh đi làm từ thiện là anh thủy y người ta, người ta sợ anh hay sao? đó là một trong những cách mà tôi cảm thấy là tôi không vừa ý với cái nhân vật này. Và cũng từ đó mà tôi có được quyền tôi suy luận. Tôi so sánh với một số người mà cũng là làm từ thiện, cũng là làm thiện nguyện. Nhưng đi đấu đá với một ông già sắp xuống lỗ. Cũng vì... Cũng vì cái gì? Cũng vì cái danh, cũng vì cái lợi. Mà nó thật quý vị Người ta nói ăn cơm mới mà kể chuyện cũ Cái thời điểm đó mà người mà điêu đứng nhất Là ông Ba Trọng Cũng do đám Youtube mà nó quay lên nó đưa những cái hình nộm Mà nó nghĩ đó là một thổi vàng Nó đưa lên một hình nộm Mà nghĩ là một cái hình tướng vàng Nó khót lên một ao bào Nó phong lên làm vua nó không làm phật sống nó không làm đại gia toàn là những cái lời nói xáo rỗng mà khổ cho một ông già ông bị tấn công lên bờ xuống ruộng trong suốt mấy tháng trời của dịch bệnh Đấy. và đến bữa hôm nay cũng vì một cái lời nói của anh phúc mà khiến một người buôn gánh bán bưng thực sự họ lao động thực sự luôn để họ nuôi sống gia đình họ phải chung bước trước cái lời nói đó các anh đang dùng cái truyền thông bẩn đang dùng cái số đông để anh áp đảo một người lao động chân chính lao động thiện lương thực sự để ủng hộ cổ suý cho một thằng mà các anh vừa lột cái lớp áo bắn thiểu ra để khoác vào đó là một lớp áo hiền lương, một lớp áo của một người đàn ông chịu khó. Các ông làm như thế, các ông làm thấy có xứng đáng hay không? Hay là các ông tự cho những gì các ông có cái quyền để các ông chà đạp một con người lao động lương thiện thực sự? Tôi chẳng biết ông là phúc nào hết. Tôi chẳng cần biết ông làm từ thiện cái việc cái việc của ông còn người ta lao động chân chính, họ sống trên cái công sức của họ. Họ bỏ công sức của họ để họ kiếm một đồng lời để nuôi vợ đúng không? Và đó là thực sự họ lao động chân chính thật sự. Anh lại đi thủy y người ta. Cái, cái tâm thiện anh đâu mất rồi. Anh thủy y như thế mà được hả? Hay là anh nghĩ rằng anh đang có một cái quyền nào đó hay là anh đang quảng bá cho vô tình quảng bá cố tình quảng bá cho cái 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 thương hiệu của anh để người ta biết anh rộng hơn rồi sau cái sự quảng bá đó anh có những cái ý định gì có đằng sau hay không cho nên xin thưa quý vị có những cái mà nó khổ như thế đó một người làm anh chân chính lại không được trân trọng còn một kẻ mà lười lao động, siêng ăn nhát làm, chỉ cần déo miệng một xíu thôi, thì sẽ được người khác bảo vệ trân trọng. Sẵn sàng chà đạp trên những cái người mà họ dốc công sức của họ để kiếm một cái đồng tiền để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình. Đó là những đồng tiền lương thiện anh đi làm từ thiện mà anh buông những lời như thế là quan điểm tôi cực liệt phản đối. Và đây cũng là một cái clip tôi cảnh báo rằng đừng bao giờ để mượn những kênh truyền thông bẩn để quảng bá hình ảnh của mình, để nhằm mục đích riêng. Mặc dù những hành động vừa qua, những cử chỉ vừa qua của anh là tôi cũng có những lời ngợi khen. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có những lời cảnh báo cho cái sự việc này. Đừng bị đám YouTube này nó cuốn hút vào vòng xoáy mà vô hình chung. Lao vào đó khó ra lắm. Hình ảnh, y tín thậm chí cả danh dự mất sạch. Thì clip này tôi xin phép là dành riêng cho anh Phúc. Cái clip này. Và tôi xin phép quý gì là tôi kết thúc clip ở đây. Và hẹn gặp lại quý vị trong một cái clip tiếp theo. Cái lời cuối cùng ở tôi gửi đến quý vị là lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.